Thưa quý vị, thực hiện công văn 6055 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19. Đến nay, phần lớn người dân Đà Nẵng đã có thể quay trở lại hoạt động kinh doanh, buôn bán thường nhật, nhưng vẫn áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV trong ngày thứ ba Đà Nẵng tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội. Vì là ngày cuối tuần nên lượng khách tập trung rất đông tại các tuyến phố ăn uống, các khu ẩm thực ven đường và đặc biệt là các hàng quán cà phê giải khát như thế này. Có thể thấy, so với hai ngày trước, lượng khách đã đông hơn rất nhiều và tập trung rất đông tại một số nơi có không gian khá hẹp. Trong khi đó, một hàng quán khác ở trung tâm thành phố thì lượng khách vẫn rải đều. Chủ quán cũng rất chủ động trong việc giới hạn lượt khách ăn uống tại chỗ và mang về. Điều này cho thấy, người dân Đà Nẵng ít nhiều vẫn cảnh giác với dịch bệnh COVID-19. Cái thời gian vừa qua mà do cái tình hình dịch ấy thì quán mình cũng gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn. Sau khi là thực hiện cái chỉ thị mới của thành phố áp dụng cái chỉ thị 19 thì quán cũng mở lại được, hôm nay là ngày thứ 2 thì cũng thực hiện những cái biện pháp mà vệ sinh an toàn và cũng khuyến khích những người dân lên mua về. Còn đến ăn thì cũng có những cái khoảng cách nhất định để đảm bảo cái sự an toàn cho cá nhân. Phải đảm bảo an toàn thực phẩm là coi như là phải ngăn cách, coi như là phải mua bán cách, cũng cách một người 2 mét đàng hoàng. Rồi thịt thà hay là có phải nước rửa tay, rửa sát khuẩn đàng hoàng. Và người bán hàng hoặc người mua hàng nữa thì phải đeo khẩu trang, nếu không đeo khẩu trang tôi phải nhắc nhở. Đã nhiều ngày liền tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung không xuất hiện ca dương tính COVID-19. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi chúng ta sớm có thể quay trở lại hoàn toàn với trạng thái bình thường mới. Điều đáng mừng là trong đợt giãn cách này, không chỉ các cấp ngành thành phố mà người dân Đà Nẵng cũng đã có ý thức và trách nhiệm rất cao trong việc phòng chống dịch, không chủ quan lơ là dù ở tình huống nào.